Còn tại vùng dịch lớn thứ hai cả nước, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế vùng đối với 3 thôn thuộc xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành với hơn 4.000 nhân khẩu. Đây là những thôn đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh kết thúc thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Ba thôn Đa Tiện, Đức Hiệp và Xuân Lê thuộc xã Xuân Lâm có tổng số 961 hộ dân với gần 4.500 nhân khẩu. Đúng 22 giờ tối qua, những hàng rào chính thức được gỡ bỏ. Đây là thời điểm vô cùng vui mừng đối với người dân sau gần một tháng bị phong tỏa. Giờ chỉ biết là rất là phấn khởi và chỉ mong làm sao là dân mình là sớm chiến thắng được đại dịch để gia đình con cháu được đoàn tụ. Nhà tôi thì có hai nhà cách nhau có một cây số thôi mà phải chia làm hai. Con cháu một nơi mà bố mẹ một nơi mà thật sự là mong mỏi từng ngày. Trước đó, đêm ngày 5 tháng 5, huyện Thuận Thành ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại xã Mão Điền, sau đó lan sang các xã khác, trong đó có xã Xuân Lâm. Tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định phong tỏa và cách ly vùng y tế đối với toàn bộ huyện Thuận Thành từ ngày 9 tháng 5. Sau gần một tháng thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, tình hình dịch bệnh của huyện Thuận Thành đã cơ bản được kiểm soát. Trong 21 ngày qua, ba thôn Đa Tiện, Đức Hiệp và Xuân Lê không phát sinh mới trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Toàn bộ người dân đã được xét nghiệm 3 lần cho kết quả âm tính. Các cấp ủy chính quyền địa phương từ thôn xã cho đến huyện không được lơ là chủ quan mà vẫn phải tiếp tục thực hiện 5K. Tiếp tục như là thực hiện theo cái chỉ thị 15 cũng như chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Với cái phương án mà chúng tôi cùng với ban chỉ đạo của tỉnh xây dựng hết sức cụ thể, thì đây cũng là một cái niềm vui, niềm cổ vũ, động viên cho nhân dân các cái thôn khác không may xuất hiện ca bệnh cộng đồng. Tuy nhiên đây mới là chỉ dỡ bỏ phong tỏa, còn tình hình dịch thì vẫn còn diễn biến phức tạp ở các nước trên thế giới cũng như là ở trong địa phương của chúng ta. Do vậy là chúng tôi đề nghị là ngoài cái sự chỉ đạo lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền thì vẫn phải nhận được cái sự đồng lòng chung sức của người dân. Cũng theo Bộ Y tế, mặc dù chính thức kết thúc thời gian cách ly y tế, song để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tỉnh Bắc Ninh phải yêu cầu huyện Thuận Thành, đặc biệt là xã Xuân Lâm, là địa phương giáp danh với thành phố Hà Nội, tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng. Các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc và hạn chế giao lưu trong cộng đồng dân cư để phòng chống dịch bệnh phát sinh trở lại. Trong một diễn biến liên quan đến đại dịch, hôm qua tại buổi làm việc với các đại sứ của Úc, Pháp và Thụy Sĩ tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ mong muốn các nước hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với vaccine COVID-19. Ông Long đề xuất nước Úc viện trợ vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ mong muốn mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi tại Việt Nam. Do vậy, Bộ Y tế đề xuất khoản viện trợ 13,5 triệu đô la Úc trong số 40 triệu đô la Úc sẽ dành để mua vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em Việt Nam. Theo đại sứ Úc tại Việt Nam, nước này đang sản xuất vaccine phòng COVID-19, dự kiến sau nửa năm nữa có thể cung ứng vaccine trực tiếp cho Việt Nam. Cũng tại buổi làm việc với ba đại sứ, phía Thụy Sĩ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch, bao gồm cả việc tiếp cận vaccine COVID-19. Nước này cam kết sẽ đẩy nhanh đưa 5 triệu liều vaccine Moderna về Việt Nam. Trong khi đại sứ Pháp cho biết cũng đang nghiên cứu các đề nghị của Việt Nam về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 của họ cho nước ta. Thưa quý vị, theo như thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ nay cho đến cuối năm thì cả nước dự kiến sẽ có khoảng hơn 4 triệu tấn nông sản các loại cần tìm được đầu ra. Và đấy cũng vừa là cơ hội nhưng mà cũng là thách thức đòi hỏi những cái giải pháp đồng bộ để chúng ta có thể mở rộng các cái hoạt động đưa nông sản Việt lên sàn thương mại điện tử nhằm có được những mùa vụ sản xuất thắng lợi trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại vải thiều được tỉnh Bắc Giang tổ chức với 30 điểm cầu trong và ngoài nước. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh địa phương này chính thức ra quân bán vải thiều trên sàn thương mại điện tử được hơn một tuần. Mặc dù đã đạt con số tiêu thụ lên tới hơn 100 tấn, tuy nhiên, lãnh đạo địa phương thừa nhận nông dân gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận khách hàng, giao dịch đơn hàng. Để hỗ trợ nông dân Bắc Giang nhanh chóng tiếp cận với phương thức bán hàng trực tuyến, các nhân viên của các sàn thương mại, cán bộ đoàn thanh niên của các địa phương
đã hướng dẫn nông dân tự đưa vải thiều lên mạng xã hội, lên các sàn thương mại điện tử để quảng bá, bán hàng và chốt đơn hàng. Chúng tôi chủ động ngay từ đầu là có cán bộ công nhân viên ở tại địa bàn Bắc Giang thì xuống làm việc trực tiếp với bà con nông dân, thống nhất các cái quy trình giao nhận hàng hóa. Thứ hai nữa là ở trên Viettel Post thì đã chuẩn bị các cái xe, các phương án vận chuyển đối với những tỉnh mà từ Hà Tĩnh trở vào thì chúng tôi sẽ vận chuyển toàn bộ bằng xe lạnh. Các tỉnh ở phía Bắc thì khi nhận hàng xong thì sẽ giao luôn trong ngày. Theo nhiều chuyên gia, để giao dịch nông sản trên sàn thương mại điện tử hoạt động hiệu quả thì cần áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm tạo điều kiện để bà con nông dân trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, hiểu và nắm bắt rõ về xu hướng và yêu cầu thị trường, từ đó sẽ tổ chức sản xuất hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Nếu làm được điều đó, sàn thương mại điện tử sẽ là nơi để nâng cao giá trị sản phẩm. Là cái việc tiêu thụ vải thiều của Bắc Giang chỉ là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta đã thực hiện theo cái phương thức mới, và tôi cho rằng là cần phải rút kinh nghiệm từ cái việc làm này để chúng ta từng bước tiêu thụ cái sản phẩm nông sản tới vụ của các địa phương khác trong cả nước. Đối với các địa phương cần phải quán triệt nguyên tắc cơ bản của sản xuất trong cơ chế thị trường là hãy tìm hiểu thị trường, sản xuất ra những cái thứ mà thị trường cần chứ không phải sản xuất theo thói quen và sản xuất và bán ra thị trường những cái mà mình có. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc đưa nông sản lên chợ trực tuyến không chỉ là phao cứu sinh mà còn là kênh tiêu thụ lâu dài, tạo kết nối chặt chẽ trong chuỗi cung ứng nông sản Việt. Thưa quý vị, đặc thù của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đó là người sản xuất thì thường là các hộ gia đình nhỏ lẻ. Và chính vì vậy mà việc người bán nông sản không có nhiều kinh nghiệm trong việc là phân phối và quảng bá sản phẩm cũng như là bảo quản hay là vận chuyển nông sản đến hơn 90 triệu người tiêu dùng tiềm năng trên cả nước. Làm sao để chúng ta có thể lan tỏa một cách rộng rãi mô hình bán nông sản trực tuyến? Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vị khách mời ngày hôm nay, nhà báo Trịnh Bá Ninh, để cùng phân tích rõ hơn về vấn đề này. Vâng, thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, là bên cạnh cái việc mà chúng ta trang bị các cái kiến thức cho người nông dân về việc bán hàng online thì chắc chắn là cái việc mà bảo quản nông sản thì cũng cần phải được lưu ý đến, để nhằm làm sao mà cái mục đích khi mà cái hàng nông sản của chúng ta đến tay người tiêu dùng là phải vẫn phải tươi ngon và bảo quản được mẫu mã đẹp cũng như là chất lượng sản phẩm tốt. Và quan điểm của nhà báo Trịnh Bá Ninh về vấn đề này thế nào? Dù lạc quan đến mấy thì chị cũng hình dung là bán hàng online nó có gặp những trở ngại. Trở ngại thứ nhất ấy là cái việc xây dựng thương hiệu, trở ngại hai trên các sàn giao dịch điện tử ấy, anh làm sao có những cái sản phẩm nó đặc thù, bởi vì nếu không là tất cả nó cứ đều nhau này, là đến lúc cái người tiêu dùng vào nó giống như vào một cái siêu thị khổng lồ ấy, là người ta tìm nó cũng sẽ rất mất công. Thoạt tiên ít sản phẩm thì được, nhưng bắt đầu nhiều sản phẩm mà nhiều sản phẩm đồng dạng nhau thì bắt đầu nó khó. Đấy, chúng ta phải nhìn thấy khó thế. Và trên cái sàn giao dịch điện tử khoảng 6-7 sàn ấy thì cũng có quá trình cạnh tranh rất là khốc liệt. Chúng ta tưởng chừng bình thường nhưng thực ra cạnh tranh rất là khốc liệt. Đấy, thế thường thường người dân phải trông đợi các sàn giao dịch điện tử ở đấy nó có tính sáng tạo, và cuối cùng của nó là sản phẩm của nông dân nó phải rất là minh bạch trong cái vấn đề chất lượng, cái từ quá trình sản xuất để truy xuất nguồn gốc cho đến chất lượng. Làm được điều đấy thì tôi khẳng định với chị rằng bán hàng online là nó có triển vọng rất lớn. Dạ vâng. Ở một cái góc nhìn khác thì chúng ta cũng cần phải thấy rằng là ở các cái địa phương thì cũng cần phải có những cái chính sách mà khuyến khích nông dân có thể là ứng dụng các cái công nghệ số trong sản xuất và số hóa tiêu thụ, đúng không thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh? Vâng, cái quá trình đấy là quá trình ở địa phương người ta phải tập huấn cho dân ở cái quá trình này. Anh ghi chép, tức là anh muốn truy xuất, anh có cài phần mềm đi nữa thì anh phải truy xuất được cái nguồn gốc. Muốn truy xuất được thì người ta phải nhập dữ liệu đầu vào, tức là gieo giống gì này, gieo hạt ngày nào này, bón phân như nào, tất cả mọi thứ nó minh bạch. Bởi vì đã vào đến cái số là anh không sửa được nữa, mọi sự minh bạch như thế. Ở địa phương phải làm sao được ấy, để cho những người nông dân người ta tập làm quen với cái việc đấy là một. Hai nữa là phải có bộ phận giám sát cái quá trình đó để bảo đảm tính công khai, trung thực, và sản phẩm đấy là có sự cam kết của người sản xuất và bộ phận giám sát là ở địa phương. Địa phương cần nhất là phải giám sát cái quá trình sản xuất của người dân. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định năm 2021 là năm hành động mạnh hơn để có thể chuyển đổi số quốc gia, và chương trình chuyển đổi số quốc gia lựa chọn nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số. Chính vì vậy mà để chuyển đổi số nông nghiệp, trong đó có việc thay đổi tư duy bán hàng truyền thống cũng như là hỗ trợ nông dân làm quen với việc sử dụng công nghệ số là việc làm quan trọng.